Ồ, các bạn thấy mình đẹp trai không? Ồ, hôm nay sao thấy đẹp trai vậy ta? Chắc do đi lấy hàng về cho nên nhìn đẹp trai hơn mọi khi phải không? Đây, thôi vô vấn đề chính đi, nhiều chuyện quá. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Rinse Cup. Và hôm nay vừa mới đi lấy về một đống đồ luôn. Đây, nguyên một xe chưa lấy xuống nha. Một bao dưới nè, đây. Rồi, bây giờ xin mời tất cả các bạn cho mình cùng với mình lướt qua coi hôm nay có gì nha. Em này đẹp trai dữ không? Chắc do cái áo đẹp. Thôi đẹp trai bỏ qua, coi coi đồ trước đi. Nói nhiều quá nó mình khùng. Đây nha, đây. Hôm nay là để coi cái gì đây? À, bữa cổ nè, có khách dặn bữa cổ nè, về nè, chó đèn pha nè, bô số 7 nè, bô rim thái nè, gấp hai tầng nè. Rồi trong đây nhiều lắm, nhiều lắm. Đây 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 đây, cầm 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 cầm, quay giùm anh đi, quay giùm anh đi. Ok đó, thấy được trai hẳn nè, có đồ xịn nè, thấy đẹp trai hẳn nè. Đây là đồ quý hiếm, các bạn phải mua liền và mua gấp. Đây, quý hiếm nhất là cái này nha. Ở trong cái đống này quý nhất là cái này rồi. Sớm chạy hơn 50 cây số để xem. Đây, không có nứt nha, đảm bảo không nứt không hàng. Còn những cái mà nứt hàng thì rất là nhiều, không nứt không hàng nha. Nghe là coi nhà đây, điện thoại kia ấy, đi qua quậy, nha, điện thoại qua quậy. Rồi, đây là hai cái ba ga của là 86. Rồi, mới tin luôn nha, mới tin. Mới tin như đít Ngọc Trinh, cái lộ mới tin như vú Ngọc Trinh. Đây, xin cho cặp dao gà Honda, đây là custom gắn được cho 81, 86 cánh én custom DD, rất là đẹp luôn nha. Con cặp à, nó rất là nhiều nhưng mà lựa cái cặp đẹp nhất lấy. Đây là cái cặp đẹp nhất, còn mấy cặp kia sòn sòn không lấy. Đây rất là đẹp. Mũi tinh luôn, 7 màu. Cái gấp là 81, cái cánh nén 50. Đây, xe 50 rất là đẹp.
gấp 78 ba đậu rất là xinh tươi. Nó và 81 78 70 này cho hai cái đó. Đây là dành cho cuộc hai tầng nha. Đây là cái cây quý giá nhất trong ngày hôm nay, Bo Dream Tái 1985 nha. Đây là cái bo thử xe. Cái bo này thì nó đã được thay cái cổ. Đây thay cái cổ. Cái cổ này là thay mới nha, thay mới. Nó cái cổ kia nó bị mục, nên bỏ cái cổ ra thay mới. Cổ inox. Thay mới nhưng mà cổ inox 304. Đấy, còn tình trạng cái bo là rất là đẹp. Đây. Đẹp nha. Cái này có dấu độ 1 chấm lên phía đây. Lại cua rất đẹp. Alo. Đây là 10 giá 15 phút điện và đang có bắt 30 phút điện. Đây là cái bô nằm gắn cho xe Honda 67 với CD bô Thái nha, bô Thái C10 này chút xíu nữa review sao. Mới lượm được thêm một bộ căm đường liên tái. Xi nhan, ta xi nhan Thái xấu quải. Rất là đẹp. Chặt xi nhan Thái. Rồi. Để tôi làm bằng này. Rất là nhiều người dữ nha. Chói đèn pha, đèn vô, custom DD. Đây, một. Rất là đẹp, đây mình sẽ tháo một cái ra cho các bạn coi. Tháo một cái ra. À, rất đẹp nha. Đây. Rất đẹp. Cái 4 cái 5 cái. Đây, tiếp theo là đồng hồ custom 70-90 rất là đẹp luôn. Đây. Đồng hồ 86-50 kim đỏ. Đây mình sẽ tháo ra một cái đồng hồ này mình gắn được cho xe 78 đam 86 đời đầu 86 đời sau. Đây rất đẹp và nó có cái bóng đèn giọt lệ ở đây, khi chúng ta chạy quá 40 km thì cái đèn nó sẽ chớp ruột đầy đủ. Đây có cái 5 cái và bên mình đang có 2 loại, một loại là mặt xanh với một cái là mặt đen, tất cả đều có đèn mo, đèn số A như là mọi người nha. Ăn
còn giữ nữa nha. Đây cho các bạn coi một cái. Đây là hai cái cỏ 86 đời cao gắn cho xe 81, 86, 78, cánh nén 81, 86 được. Nhưng mà nó là mẫu của 86 nha. 86, rất đẹp nha. Đây, đây là hai cái của 78, đam 78, màu người ta gọi là màu da trâu, 70 với 90. Đây, 70 với 90, rất đẹp luôn. Cái này thì có nút, có giọng tút, có hàng nha, có dấu hàng. 70 thì nó có một cái viền trắng ở đây, và nó bị mất cái viền trắng rồi, nó còn hai cái lỗ. Cái thằng nó sẽ có một cái viền trắng ở đây, các bạn nhìn ra nó đứng luôn, thì nó bị mất rồi. Đây, này dành cho 70. Đây có ba cái nhà, nhưng mà có một cái nhà đặc biệt. Cái về đồng giá là cái về này có nứt, có hàng lại rồi, nhưng mà rất đẹp nha. Đây mình thấy bên ngoài rất là đẹp. Đây, cái hai cái có dấu hàng, có dấu hàng, có nứt, các bạn nhìn thấy rất là đẹp nha. Đây, lắng ò hết, láng hết từ trước ra sau. Đây nó bị nứt nè, có dấu hàng. Có dấu nứt, nó có dấu hàng, nhưng mà bên ngoài người ta đánh bóng lại đẹp rồi nha. Rồi riêng cái em này chưa nứt, chưa đánh bóng, chưa hàng, chưa nứt, chưa hàng, liền hết từ trước ra sau, liền hết. Đây, liền hết. Giờ đương nhiên là giá em nó cũng rất đặc biệt. Đây, xin cảm ơn tất cả các bạn. Đã, hôm qua các bạn thích món nào alo cho mình qua số điện thoại bên dưới. Rồi các bạn, sau khi các bạn xem video xong thì các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới, phía dưới có nút đăng ký. Tại vì sao? Tại vì khi các bạn bấm nút đăng ký thì mỗi khi mình mua hàng về như thế này nè, có những cái món độc lạ thì điện thoại các bạn sẽ xuất hiện một cái tin nhắn thông báo là cây phụ tùng riêng mới up video, thì các bạn sẽ lên, các bạn xem liền, và nhiều khi trúng những cái món các bạn thích thì các bạn sẽ ẩm liền, giống như là cây bồ điềm Thái các bạn đang cần, các bạn ẩm liền. Hoặc là cái dài đam các bạn cần, các bạn ẩm liền ha. Tại vì những món nó rất khá là hiếm, không phải là lúc nào cũng có, cho nên các bạn lưu ý để theo dõi kênh video phụ tùng riêng, các bạn bấm vào nút đăng ký phía dưới. Nếu anh chị em cô bác nào không bấm được, chúng ta đăng ký một cái tài khoản Gmail. Còn nếu chúng ta không biết đăng ký thì nhờ mấy đứa con của mình, mấy đứa cháu của mình, nó rành lắm, mấy đứa nhỏ nó rành lắm, nó sẽ đăng ký giùm cho mình cái tài khoản Gmail nha. Chúng ta sau khi đăng nhập vào Gmail hoặc là vô YouTube, chúng ta đăng nhập vào tài khoản thì chúng ta sẽ bấm được nút đăng ký, thì như vậy mỗi khi mà mình up video lên các bạn sẽ xem được liền và xem nhanh nhất nha. Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn, nhớ bấm vào nút đăng ký nha. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại cây phụ tùng DC Cup. Và trên tay của mình thì giờ đang cầm là một bộ cam Dream Thái, cam của xe Dream Thái tên lửa 7 số. Đây là một bộ cam mình vừa lấy được sáng nay. Thì có nhiều anh em sẽ hỏi là bộ cam này có đẹp hay không. Xin thưa với tất cả các bạn, nếu cam của bạn mà đẹp thì cam của mình chắc chắn sẽ đẹp hơn. Chắc chắn một điều, nếu cam lên xe của các bạn mà đẹp, cam của mình sẽ đẹp hơn. Tất cả những linh kiện mà mình bán ra ở shop của mình, ở cái shop nhỏ bé của mình, đều là những sản phẩm độc lạ và đẹp. Đẹp đến mức độ các bạn sẽ không cần phải quan tâm là nó đẹp đến cỡ nào. Bạn đừng quan tâm, các bạn chỉ biết nó cực đẹp thôi. Đây, mình phải né cái mặt của mình ra, nó mới đẹp. Bộ cam chứ đút cái mặt vô là nó ưu tiên cái mặt của mình. Đây, rất là đẹp nha. Các bạn thấy đầu cam nè, rất đẹp.
không bị sét, không bị sét, rất đẹp. Tất cả những cây cam đều rất đẹp. Đấy, cho nên bộ cam rất là đẹp nha. Và sáng hôm nay thì mình cũng lấy được có một bộ thôi. Đấy, chỉ có một bộ duy nhất. Hôm trước là lấy được hai bộ, lấy về về lộn hết rồi. Thôi bây giờ lấy thêm bộ nữa. Đây, rất là đẹp, mới tinh luôn, len can xoan. Trên đây nó vẫn còn nhớt luôn. Nhất là cái chân cam này, các bạn thấy là nó còn, nó còn màu chì luôn. Đấy, xanh lè luôn nha, xanh lè luôn, màu cam xanh lè luôn, xanh lè, rất là đẹp. Rồi, anh em có nhu cầu lấy bộ miền Bắc gọi là năng hoa đấy, bộ năng hoa liên hệ với mình qua số điện thoại bên trên. Phương thức mua hàng là chỉ tiền trước nhận hàng sau, không ship code. Những ai ở khu vực Sài Gòn chúng ta qua tại shop mình, các bạn lấy trực tiếp. Để theo dõi kênh video phụ tùng riêng thì có nút đăng ký phía dưới, các bạn bấm vào nút đăng ký để mỗi khi mình có những cái sản phẩm độc lạ up lên các bạn sẽ xem được liền nha. Ok, nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới nha các bạn. Bấm vào nút đăng ký để theo dõi kênh video phụ tùng riêng sẽ cấp. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn, trên tay của mình hiện giờ đang cầm một cây bua rồi liên thái đây. Cây bua rồi liên thái 1985. Đây là cây bua riêng nha. Đây là cây bua riêng. Cây bua này nó đã được thay cái cổ, tại vì cái cổ này nó bị hư, nó bị xài lâu quá, nó bị mục, thì nó thay bởi một cái cổ khác. Và cái cổ này bằng inox 304, không có xét nha. Đó, không xét, chỉ cái cổ là không zin thôi, nhưng mà thay bằng cổ inox 304, còn lại cái mình của nó thì zin nha. Tình trạng thì đẹp. Ở đây không biết là bị sao, người ta có giá một cái lỗ nhỏ ở đây, giá ở phía dưới, phía dưới. Nếu mà chúng ta gắn cái bô đây, đây là vị trí mình sẽ chấm cái tay. Riêng chúng ta gắn như thế này thì cái lỗ đây nó nằm bên trong và không thấy nha. Đây là bên trong. Đây, đây nằm bên ngoài. Đây, đây nằm bên trong và không thấy. Nếu bên ngoài nhìn vô cái bô thì sẽ không thấy cái dấu này nha. Tình trạng cây bô thì đẹp hết. Đây, đẹp hết, không chày xước luôn, không bị sét luôn, chỉ có một chấm ở đây bên trong thôi. Đít bô thì đẹp luôn, không lủng, không mục, không chày xước. Và cái cổ bô thì có hàng, có thay cái cổ bô, và cái cổ này cũng là inox 304. Nói chung là xét về hoàn hảo thì cây bô đẹp nha. Đây, các bạn sẽ lưu ý là trên thị trường nó có một cây bô mới giả cây bô riêng, nó cũng khác chữ giống như thế này. Đây, nó khác y chang vậy luôn, nhưng mà các bạn lưu ý là cây bô riêng cái nét này nó rất là nhỏ nha. Cây bô riêng cái nét này nó rất là nhỏ. Đấy, rất là nhỏ và rất là đẹp. Cây bô hàng mới tầm khoảng 300.000, 300-400.000 một cây. Nó khác không có đều. Cái thứ hai là cây bô riêng rất nặng, rất nặng nha, rất nặng. Còn cây bô mới thì rất nhẹ. Và cái inox của nó là inox 304, là không mục rồi. Xài càng lâu là xài càng bóng nha, rất là đẹp. Vậy cái cuối cùng, nếu mà chúng ta tinh mắt, chúng ta nhìn vào cái mối hàng, nhìn vào mối hàng chúng ta sẽ phân biệt được bô riêng hay bô lô, chứ đừng nhìn vào những cái chữ. Ở cái mối hàng bô riêng nó rất là đẹp. Đây các bạn thấy, nhìn nó rất là đẹp, thấy không? Đó, còn cái bô bộ mới làm rất là thô, rất thô nha, hàng rất thô. Đây, những cái dấu hàng rất là đẹp nha, nó rất là mịn màng. Cái máu nối của bô này chúng ta nhìn nó rất là mịn và nó láng đều, tại vì nó hàng máy, bằng máy các bạn, chứ không phải hàng bằng tay. Còn cái kia bên mình, còn cái kia là mình hàng bằng tay, nó sẽ gồ ghề, nó không đều, nhìn rất là xấu. Thì mình sẽ lăn một lượt cho các bạn coi cây bô. Đây, đây là cái phần cổ trên nè, rất là đẹp nha. Đó, tiếp theo là phần hàng dưới nè. Đây, mình sẽ lăn phần dưới cho các bạn coi. Rất đẹp, rất đẹp nha các bạn. Đít bô nè,
bô thì không cần coi rồi, đẹp nha. Đấy. Đây người ta rất là kỹ, người ta quét một lớp sơn ở đây để nó khỏi oxy hóa luôn. Đẹp. Cổ bô này zin luôn, bát bô này zin nè. Đấy. Rất đẹp. Ok, chỉ có duy nhất một cây bô zin Thái này thôi. Những anh em nào cần chúng ta liên hệ với mình nha. À, phương thức ngoài của bên mình là chuyển tiền trước nhận hàng sau, không ship code. Những ai ở khu vực ở Sài Gòn qua bên nhà mình lấy, ai ở khu vực tỉnh chúng ta chuyển khoản là bên mình ship bưu điện. Và để theo dõi cái video phụ tùng riêng xe cúp của bên mình, các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký bên dưới, mỗi khi mình up video mới, sản phẩm mới, các bạn sẽ xem được video và chúng ta sẽ mua được sản phẩm chúng ta yêu thích nha. Các bạn lưu ý nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới ủng hộ kênh, đồng thời thường xuyên theo dõi kênh video phụ tùng riêng để chọn cho mình những sản phẩm thích hợp. Xin cảm ơn tất cả các bạn.